Kim Kardashian đeo bông tai hình thẻ tín dụng gây tranh cãi. Nhiều người dùng mạng nhận xét đôi bông tai của Kim đeo không hề đẹp và còn khuyên cô nên bỏ nó. Trong buổi quảng cáo cho phần 2 của The Kardashian trên Good Morning America, Kim đã xuất hiện với đôi bông tai màu đen hình chiếc thẻ tín dụng. Theo Page Six, đôi bông tai này là phụ kiện của nhà mốt Balenciaga. Nó được bán với giá 425 USD nhưng hiện đã cháy hàng. Nếu muốn mua, bạn sẽ phải trả giá rất cao để sở hữu. Đôi bông tai này gợi nhớ đến hình ảnh chiếc thẻ đen quyền lực của American Express, và trong trường hợp này, nó đại diện cho đẳng cấp của Balenciaga. Kim chọn bộ trang phục cũng đến từ nhà mốt danh tiếng. Chiếc quần và giày cao gót cùng in họa tiết da hổ, kết hợp với áo đen bó sát và mái tóc dài được búi đuôi ngựa cá tính. Chiếc túi đen kim sách cũng là sản phẩm của Balenciaga, làm từ lông thú thật. Nó có giá tới 2.300 USD. Tổng thể bộ trang phục giúp ngôi sao truyền hình thực tế này tăng thêm về quyền lực. Tuy nhiên, không phải ai cũng nghĩ chiếc bông tai Kim đeo là đẹp. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến nhận xét nó khá kỳ quặc. Một số người còn đặt câu hỏi liệu đôi bông tai này có hỗ trợ quẹt thẻ luôn không? Bất chấp những lời đàm tiếu xung quanh về ngoài của mình, Kim hầu như không quan tâm. Cũng trong buổi trò chuyện trên Good Morning America, Kim cho biết mình có cách riêng để đối phó với những lời chỉ trích. Cô hiểu mình đang ở vị trí luôn chịu nhiều soi xét. Tuy nhiên, gia đình Kardashian luôn bên cạnh và hỗ trợ nhau. Đó là cách tôi đối mặt với những lời xì xào suốt 15 năm qua, cô nói.